về dịch bệnh Hoa Kỳ đã tổ chức hội thảo về các ưu tiên y tế công cộng, đặc biệt là thực trạng và các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, với sự tham dự của tiến sĩ Thomas Friedan, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, cùng đông đảo chuyên gia y tế cao cấp trong và ngoài nước. Phát biểu tại hội thảo, tiến sĩ Thomas Friedan, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ nhấn mạnh, trong suốt 60 năm qua, Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ đã làm việc với các cơ quan chính phủ và những đối tác khác nhau để giải quyết các mối đe dọa y tế toàn cầu thông qua công tác phòng ngừa bệnh tật, điều trị, tăng cường hệ thống phòng xét nghiệm và can thiệp dịch tễ học. Về các mối đe dọa y tế cộng đồng hiện nay, tiến sĩ Thomas Friedan cho biết Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức như đại dịch HIV/AIDS, tai nạn giao thông, các bệnh do hút thuốc lá. Thực trạng này càng đòi hỏi cần nâng cao công tác kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh trong cộng đồng. Riêng với chương trình HIV/AIDS toàn cầu, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong công tác dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, thông tin chiến lược và cơ sở hạ tầng phòng xét nghiệm để đảm bảo xây dựng một chương trình phòng chống HIV/AIDS toàn diện. Từ năm 2006, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cũng hỗ trợ hệ thống giám sát cúm quốc gia của Việt Nam để tiến hành giám sát chủ động và thụ động một cách liên tục các bệnh cúm và bệnh đường hô hấp cấp tính nặng gây ra bởi các chủng virus cúm theo mùa, cúm đại dịch và cúm có nguồn gốc động vật. Tiến sĩ Friedan và các cộng sự cùng với các quan chức y tế Việt Nam sẽ thảo luận về các ưu tiên y tế công cộng và xem các hoạt động y tế công cộng tại Việt Nam. Nhóm chuyên gia này sẽ điều tra các thách thức nhằm tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực quan trọng về phát hiện bệnh và ứng phó với các thách thức y tế công cộng để cải thiện và ngày một nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.